quán cơm hay quán mì, mình kêu thêm dĩa rau, sao không tính tiền thêm phí. Thành phố gì kỳ, trà đá cho free, giữa trời chang chang cho ai khi đi ngang với đi lo toan. Thành phố gì kỳ, có xe ôm quán đại, dù không đi quốc nào nhưng ai hỏi đường ông đều hăng hai. Vào những vụ mùa này chuối kia dưa, khoai tôn khó thôi mang lên đi nghe đi, dân tôi thay nhau đi mua. Ngày tôi xa quý vị, để đảm bảo thành quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 suốt từ đầu đợt dịch thứ tư bùng phát, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 trên toàn thành phố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là đến hết ngày 16 tháng 8. Thế nhưng mà vài ngày trở lại đây thì đường phố thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đông đúc trong thời gian giãn cách xã hội, khiến rất nhiều người tỏ ra lo lắng cho thành quả phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua của thành phố Hồ Chí Minh. Một lần người dân này đi ra đường với cái mục đích là có phải là cần thiết hay không, nhưng ở các cái chốt chặn thì các cái lực lượng phòng chống, lực lượng kiểm soát thì cũng đang làm việc rất tích cực. Ngày tôi xa nơi đây thấy trong tim có những cái nhóm người vô gia cư, người ta phải ở ngoài đường. Ngày tôi xa nơi đây đi tìm những khát khao vẫn trong tôi. Những người dân người ta thường đi để né các cái chốt chạm mà kiểm soát. Những cái đường mà không có chốt chạm thì rất là đông, nhưng mà những đến những cái đoạn chốt á thì người dân lại đi những cái rẽ cái đường khác để tránh cái sự kiểm tra kiểm soát của các cái chốt kiểm dịch khi kiểm tra khi mà người dân đi ra ngoài đường. Đây là một cái hình ảnh người dân dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Trương Định. Quán cơm hay quán mì, mình kêu thêm dĩa rau, sao không tính tiền thêm. Người dân thì đi ra đường đông, và những cái shipper đi ra đường thì chỉ có một vài người shipper chở hàng hóa thiết yếu, còn những người khác thì người dân bình thường đi ra đường. Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Tôn Đản, quận 4, thì lượng người đi dân ở đây đi rất là đông. Tại những cái con đường nhỏ như thế này thì cái chốt kiểm soát không có, nên là cái lượng người đi ở đây rất là đông. Ngày tôi xa nơi đây đi tìm những khát khao vẫn trong tôi, nhớ buồn biết bao. Thành phố gì kỳ, hễ ai thì... Vâng, xin được cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Lâm Giang. Cũng liên quan tới tình trạng người dân hai ngày qua ra đường rất nhiều bất thường, thì Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bên cạnh những nỗ lực chấn chỉnh của lực lượng chức năng, lãnh đạo PC08 hy vọng chính quyền các cấp cùng các cơ quan báo đài sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về những chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch đến người dân, để nâng cao ý thức đến từng nhà, từng người. Không tính tiền thêm phí, thành phố gì kỳ, where my heart be, I can tell for sure no matter what, I could never leave. Thành phố gì kỳ, where my heart be, I can tell for sure no matter what, I could never leave. I can tell for sure no matter what, I could never leave.